Chương trình Phụ nữ ngày nay do Hương Thơ phụ trách, và hôm nay chúng tôi được tiếp chuyện chỉ có tiến sĩ Xuân Đông mà thôi, vì luật sư Hương bận công việc ở tòa. Nhưng mà không sao, vì đây là một đề tài mà Hương Thơ muốn khai thác rất nhiều qua những cái kinh nghiệm, những cái hiểu biết của tiến sĩ Xuân Đông về tâm lý. Vì cái đề tài này liên quan đến vấn đề tâm lý của chúng ta là sự giận dữ, và làm sao chúng ta nhận thức cái tác hại của nó, và làm sao chúng ta kiềm chế để đừng có gây những cái hậu quả mà đáng tiếc. Nhưng mà có những cái giận dữ chính đáng, cũng như là Hương Thơ có đọc trong Thánh Kinh, đó là Chúa đã tức giận khi thấy một số người Do Thái làm ô uế sự thờ phượng tại đền thờ của Chúa ở Jerusalem. Và có những sự phẫn nộ chính đáng, như là nhìn thấy những người bị áp bức, yes, xã hội có bất công bằng, kỳ thị chủng tộc, màu da, rồi sự lạm dụng trẻ em mạnh, hiếp yếu. Thì Xuân Đông có thể nói về cái khía cạnh mà có những sự phẫn nộ chính đáng. Dạ, em nghĩ là bởi vì em mới nói là cái sự mà phẫn nộ hay là sự tức giận đó, nó luôn có giá trị tự vệ ha, để bảo vệ một cái điều gì đó. Và cái quan trọng là cái sự diễn đạt của mình nó như thế nào. Có những người á, họ thấy phẫn nộ như vậy, họ đi ra họ tranh đấu cho vấn đề cái quyền quyền con người, quyền con người, hoặc là họ đi ra họ làm những công việc bảo vệ trẻ em, hay là có những bà mẹ mà con bà mẹ mất là tại vì những người uống rượu lái xe đã nghĩa là vô tình đã giết con mình, thì mấy bà mẹ đó làm một cái dịch vụ gọi là Mother Against Drunk Drivers, gọi là MAD organization, để mà đẩy những cái chính sách mà nó tốt để bảo vệ những người khác. Thành ra là em nghĩ là nó đều có ý nghĩa, mọi cả cảm xúc của mình đều có những cái ý nghĩa. Nếu mình tìm ra được và mình tạo cái ý nghĩa cho cái cảm xúc đó thì mình sẽ nhân rộng cái nhân bản. Và em nghĩ có, em thích cái chữ compassion. Ngày hôm nay người ta định nghĩa compassion không có nghĩa là mình chỉ thấu hiểu người khác, mà nó còn có nghĩa là mình sẽ làm một cái điều gì đó để chia sẻ với cái đau thương của người đó. Thì em nghĩ nếu như mà mình nhìn cái anger đó và dùng cái compassion của mình, giống như nãy chị Hương Thơ nói, để phần nào mình honor cái justice, tức là mình trân trọng cái công lý cho cái sự tức giận đó, mình làm một cái điều gì đó cho nó một cách ý nghĩa và nó giúp cho mình và người khác, thì em nghĩ cái vấn đề tức giận đó nó có một cái giá trị rất cần thiết luôn, rất là quan trọng. Mà thực sự ra con người sống có ai mà không tức giận ha. Nhưng mà ngày hôm nay nó còn có một cái khía cạnh khác nữa, đó là những cái người mà họ tĩnh tâm á chị. Thì thực sự chị, em tĩnh tâm cũng gần 6 năm nay rồi. Em kể chị nghe là trước đây em có những cái phẫn nộ như vậy vậy. Nhưng mà em nói thật chị là sau khi mà em tĩnh tâm nhiều năm rồi á. Thiền á hả? Dạ, em thiền, tĩnh tâm, meditation, em làm về mindfulness. Và cũng có tập một chút Vipassana, và cũng tập, thì cái thiền đó nó làm cho cái não giữa của em á nó bớt bị quá tải đi, thành ra là em tiết chế được cái suy nghĩ của mình, em không nhảy vào cái kết luận tiêu cực ngay. Em những cái hóa chất stress hay adrenaline nó không có shoot up right away. Tim em không có, em tập nhiều nên là cái tim của em nó không có đập mạnh, mặc dù mình nhận ra một số điều, nhưng mà cơ thể của mình nó cũng đi vào trong cái trạng thái đó. Thì em nghĩ là cái vấn đề đây là nó phải tập. Mình không thể mình nói là mình không làm gì cả, rồi bây giờ mình tức giận lên mình phải làm thế này, phải làm thế kia. Lúc mình giận lên rồi mình chẳng có nhớ để mình làm cái gì đâu. Thành ra mình sẽ cần tập trước. Thì nó giống như là một cái hình thức phòng ngừa đó. Mình có sự tức giận, mình nhận ra cái sự tức giận đó. Nhưng mà cái khả năng để mà mình quản lý cái tức giận đó nó khá hơn nhiều. Tại vì mình tập với thời gian, nếu như là mình đã gần như là mình tập rồi, có bắp thịt rồi, tập thể dục, não cũng đã có bắp thịt rồi. Nên khi mà mình giận lên mình không có bị quá tải và mình không có phản ứng cường độ, hay là mình hại, từ mình làm không tốt cho mình mà cho người khác, sau này cái mình ân hận, mình không phải nằm trong tình trạng đó. Và mình lúc đó thậm chí những cái giận của mình còn nghĩ ra những cái cách mà nó tích cực hơn để nó có ý nghĩa cho mình với người khác nữa. Thì em thấy cái đó, đối với em đó là một sự thăng hoa nha. Em cũng giống như Dalai Lama, ổng tức giận chứ đất nước của ổng là bị mất, là bị chiếm lấy, rồi văn hóa cũng bị đồng hóa, đủ thứ tức giận không tức giận. Nhưng mà cái compassion, cái sự mà ổng, cái sự tịnh tâm của ổng và cái nhìn nhân bản của ổng về những cái vấn đề này, nó giúp cho em thấy cái Đức Dalai Lama làm rất là nhiều việc để mà thiện lành hóa cái tức giận của mình. Và cái sự thiện lành hóa đó nó ảnh hưởng
cái tinh thần dân tộc của rất là nhiều nơi ở trên thế giới. Thì em nghĩ là cảm xúc tự nó không phải là vấn đề. Vấn đề là mình tập như thế nào để mình biến cái mình tạo ý nghĩa cho cái cảm xúc đó. Thì Hương Thương nói thêm về những cái lợi ích của sự tức giận, thì nó là thúc đẩy cho chúng ta tự vấn. Sau khi trút cơn giận dữ, mình sẽ thường thường rơi vào cái trạng thái tỉnh táo hơn, mình sẽ suy gẫm những hành động của mình, rồi cái tạo động lực là mình giống như là Đức Đại Lai Lạt Ma để làm đạt những gì điều mong muốn một cách tích cực, như thiện lành hóa những cái vấn đề từ cái cơn giận dữ. Rồi khi mà mình cũng có thể ngăn ngừa bạo lực bằng cái trút cơn thịnh nộ, để mình phải tìm cách để mình trút, như là Hương Thương nói là phải cho nó ra, la hét và kêu gào cái sự bất công trong xã hội. Thay vì mình cứ ôm vào lòng mình sẽ càng ngày nó tích tụ, rồi nó sẽ làm cho mình không kiểm soát được, mình có thể đưa đến một cái hành động rất là kinh hoàng. Tự tử là cái sự tức giận bản thân mà nó internalize, tức là đi vào bên trong. Có những người họ oán giận, gọi là mình muốn tự hủy hoại mình. Và nhiều người không phải là tự tử, chị, người ta có thể hủy hoại bằng những chất nghiện, hoặc là nghĩa là đánh đập chính bản thân của mình. Thì cái đó cũng là những cái tức giận mà nó đưa vào bên trong. Còn có những người tức giận đưa ngoài bên ngoài, là những người mà giận cả chém thớt, là hại những người khác hoặc là làm tổn thương những người khác. Thì mình phải xem là cái tức giận của mình đó, là nó đó, thành ra bây giờ ngay bên trong hay bên ngoài thì nó đều là độc hại hết. Thì mình xem coi cái mình có thể làm gì khác hơn để cho cái tức giận của mình nó thực sự nó có ý nghĩa, nó giúp cho mình và giúp cho người khác. Là mình đừng có để tức giận nó biến thành cái oán hận. Tại vì mình cứ để trong lòng mình, giống như giờ trong một thí dụ, hai vợ chồng, người chồng cứ ăn hiếp người vợ hoài mà người vợ không dám nói. Ngày này sang ngày khác, một ngày nào đẹp trời, lấy dao đâm ông chồng. Thì không là họ oán hận, nó tức giận quá mà không biết biểu lộ, không nói ra cái sự tức giận. Thà họ nói anh làm như vậy em rất là giận. Để cho người chồng biết là tôi đi quá mức rồi. Đúng, nhưng mà cái đó là trường hợp nếu người chồng nhận ra là họ đi quá mức. Có những trường hợp là cũng không nhận ra. Nhưng mà em muốn kể cho chị rất là nhanh thôi cái câu chuyện. Chị có nhớ cái câu chuyện của một cái người phụ nữ Việt Nam mà trước đây đã chia tay riêng của ông chồng và bỏ vô máy xay không? Chị có nhớ nhớ câu chuyện đó không? Thực sự ra em có được mời để làm expert witness cho cái case đó, cái trường hợp đó. Thì thật ra cái chị đó, chị đã từng bị hãm hiếp từ trong gia đình. Khi chị đi vượt biên, chị cũng đã từng bị hãm hiếp. Và khi chị gặp cái ông Mỹ này, thì cái sự trong gia đình, trong cái vấn đề gần gũi chăn gối, thì ổng lại xem chị như là một phương tiện cho vấn đề thỏa mãn tình dục của ổng. Và thậm chí nhiều khi là chị ngộp thở luôn, chị không thể nào thở được. Tức là khi mà gần gũi với ổng là những cái hành động, hành xử của ổng mà ổng bắt chị phải làm đó, là có khi là chỉ là giữa cái sống và cái chết thôi đó. Mà chị cứ phải lặp đi lặp lại cái trauma đó trong cuộc đời của chị mà nhiều lần như vậy. Thì trong cái vấn đề mà họ bị mà bệnh mà khủng hoảng sau chấn động mà loại nặng đó, complex PTSD đó, thì có những lúc họ ra khỏi cái sự tỉnh táo về bản thân nữa. Và thực sự là chị, rồi mọi người nói là chị sau này chỉ tù chung thân, tại vì họ nghĩ là chỉ phải premeditate, tức là chỉ phải plan mới làm những cái chuyện này. Thì đúng là chỉ có plan, nhưng mà thực sự lúc đó chỉ cũng không còn kiểm soát bản thân nữa rồi. Thành ra là cái câu chuyện của chị, em nói thật chị, lúc mà em ngồi ở trong cái tòa đó, cái phía bên cái người chồng cũ của chị là toàn những người da trắng và rất là đông. Phía bên chị thực sự không có ai, chỉ có cái anh luật sư biện hộ, anh luật sư biện lý và em thôi. Thực sự là không có ai luôn, không có bạn bè, không có ai đến mà em. Và cái câu chuyện của chị thực sự là một cái câu chuyện rất là đau thương ha. Và em có nghĩ tới cái chuyện mà em viết cái câu chuyện của chị, tại vì em nghĩ là không có ai hiểu được cái người phụ nữ này họ tan tác như thế nào đến cái giai đoạn như vậy. Tất nhiên chị đã làm những điều đó hại đến người khác thì cũng có công lý để mà trả giá thôi. Nhưng mà nếu mà nói về khía cạnh mà nhân bản á, thì em thấy là thực sự những cái gì trải qua chỉ là một nạn nhân cho cái sự việc mà bị như vậy. Thành ra là cái sự tức giận, cái sự uất giận của chị nó có cái lý do. Vậy là chị bị trung thân đến giờ. Sau đó thì chị bị trung thân, đáng lý ra là bị nặng hơn, nhưng mà sau đó thì và em rất là thương cái, em rất là phải nói là rất cảm ơn cái anh biện lý. Anh là một người Việt Nam không? Anh là người ngoại quốc. Mà khi ảnh nói chuyện về câu chuyện của chị với em, ảnh khóc.
Tức là anh cảm được cái sự đau thương của chị và rất là nhiều năm á. Nên mà vì em thấy được cái sự cái lòng nhân bản của ảnh mà em mới đồng ý em giúp cái case á. Mà thực sự ra thì sau đó thì cái case này có giảm về vấn đề án, nhưng mà vì nó quá nặng á, thành ra là chị dạ. Vâng, bây giờ mình được bước qua cái phương cách mà làm sao hạn chế cơn giận một cách cụ thể, một cách dễ dàng ngay lập tức. Đầu tiên em nghĩ như vậy nè, khi mà mình giận lên thì người ta nói mình phải cho mình ít nhất là 20 phút nha, ra khỏi cái hiện trường đó. Ít nhất là 20 phút. Đừng có nhiều người mình giận lên mình cứ ào ào ào, mình cũng giống như là mình sắp lá cà, mình tưởng là sắp lá cà cho nó đã để cho nó ra đó. Nhưng mà thực sự nó sẽ làm cho tình trạng nó nặng hơn. Nên mình hãy cho mình ít nhất ráng 20 phút, mình đi tắm, mình uống nước, mình đi bộ, mình làm chuyện đó, mình coi tivi hay mình làm cái gì đó. Hít thở vô cùng quan trọng. Em cảm ơn chị nhắc, là tại vì khi mà mình hít thở, mình hít vào, mình thở và mình để ý nha, mình hít thở và mình không để ý thì tác dụng nó không mạnh. Mình để ý cái hơi thở mình ra vào ở đầu mũi chẳng hạn, thì nó sẽ kích thích cái hệ thống thư giãn trong não mình, là cái hệ thống nó gọi là vagal nerve á. Thì nó sẽ giúp cho mình lúc đó tim mình không nó đã bớt đập, người mình nó giảm xuống, mình sẽ không, adrenaline nó cũng xuống, thì mình sẽ không bị căng. Và mình không bị căng như vậy thì cái não trên của mình nó được mở ra, thì lúc đó mình sẽ tỉnh táo hơn. Thành ra là giống như chị Hương Thơ nói là mình tập hít thở, nhưng mà có nhiều người mình giận quá mình cũng không thở nổi nữa thì mình làm những chuyện khác như là mình uống nước. Có nhiều người nói ok, lúc đó mình đi ra ngoài thiên nhiên, hay là mình ra hóng gió, hay là mình làm cái gì đó để thiên nhiên, hay là để những cái khác đó, nó ấp ủ mình, nó săn sóc mình đi hả, rồi đó mình ấy, rồi mình mới hẳn ấy trở lại. Em thấy có nhiều người là đặc biệt là đàn ông, họ tức giận là họ đi đá banh, họ làm những cái chuyện khác rồi họ mới trở về, đúng không? Thì phụ nữ mình là gọi bạn gái nói chuyện xả cũng ok luôn. Mình chắc là mình đừng có sắp lá cà lúc đó, phải thì tránh liền ha, phải đi ra khỏi hiện trường, tiếng Anh nó gọi là pause, đổ bò ngưng đi à. Ít nhất một cái 20 phút ha, mà nếu 20 phút mà mình vẫn còn nổi được thì cho thêm 20 phút nữa đó, thì lúc đó mình gọi bạn gái hay mình này kia để cho nó, rồi mình hẳn trở lại mình deal với cái câu chuyện đó, cái sự việc đó. Hương Thơ thường thường giống như đấm đá không? Ra đánh võ một mình hay là đi shopping? There we go. Nhưng mà nói là cũng nên tập thiền thường xuyên. Mình có thể kiểm soát hơi thở, mình ngồi đó mình thiền. Rồi mình có thể nếu nặng quá mình phải đến cái vấn đề anger management, những cái lớp học để cho mình biết kiểm soát cái cơn giận mình, phải không Xuyên? Đúng rồi chị. Người ta sẽ giúp cho mình thay đổi phần nào cái tư duy, cái suy nghĩ của mình để mình không có dễ bị lên cơn như vậy. Nhưng mà người ta cũng sẽ tập mình về vấn đề mindfulness, sẽ huấn tập mình về vấn đề tĩnh tâm nha. Và có những cái tức giận mà mình chính đáng, nhưng mình phải chuyển hóa cái tức giận đó bằng cái năng lượng tích cực, phải không? Giống như là Xuyên đã trình bày, như là rồi mà như Đức Phật thân thân có đọc là muốn chinh phục sự tức giận thì nên chinh phục bằng hòa bình, chứ dùng cái ác mà phải chinh phục cái ác bằng cái tốt, chứ mình không có thể nào mà thế là đổ dầu thêm lửa hả chị? Nhưng mà khi mình giận á, mà một người nào xúc phạm mình thì mình cứ im lặng thôi, hay mình phải nói lại hay sao? Mình có cần nói, anh nói câu đó anh đang làm tôi đau đớn hay sao? Mình có nên nói không? Mình em nghĩ là một cách mà mình nữa là như thế này nè, nhưng cố gắng là mình đừng có đi qua bên cái sân của người ta. Thường thường mình tức giận đấy, anh thế này, anh thế kia, anh thế nọ. Mình khi mà mình đi qua cái sân của người ta rồi á, không những mình không nói được cái điều mình muốn nói, nhưng mà người ta cũng sẽ tự vệ và người ta sẽ nói những điều còn tổn thương mình hơn nữa. Cái mà mình ở cái sân của mình nói giống như chị nói đó, là tôi rất là đau lòng, em cảm thấy rất là đau lòng, là tôi rất là đau lòng, tôi rất là sợ khi nghe những cái điều đó, và nói lên cái cảm xúc của mình cho nó ra bớt ha. Và hiện tại bây giờ là mình nói thẳng luôn, mình rất là tức giận lúc này, mình tim mình đang đập rất mạnh, mình đang cũng như mà mình cố gắng mình kiềm giữ, mình nói thẳng với họ như vậy luôn. Và mình, nhưng mà cái quan trọng nữa thì em nói rồi, là mình nói cái phần của mình thôi. Mình tức giận, tim mình đập mạnh, mình có những cái điều gì mình cảm thấy mình rất là sợ khi mà mình nghe những điều như vậy, và mình thấy mình buồn như thế nào, và mình không này kia, mình nói cái cảm xúc của mình, và mình không nên tấn công người ta. Tại vì khi mình tấn công người ta tấn công lại, mình lại giận dữ hơn nữa. Thành ra là mình vẫn giữ mình ở trong cái sân của mình mà thôi. Thường thường là mình hay nhảy qua cái sân của người khác lắm, rồi mình nhào vô mình sắp lá cà luôn. Thì cái đó thực sự nó chỉ làm tổn thương mình thêm thôi. Thành ra là làm sao để mình đứng ở cái sân của mình thôi. Mình nói về mình thôi. Và tiếng Anh nó nói câu là mình bắt đầu bằng I, bắt đầu bằng cái tôi, chứ đừng có bắt đầu bằng you. Just
I feel this, mình cảm thấy như vậy, mình nghe tôi thế này nè, nhưng mà đừng bắt đầu là dù thế này dù thế kia. Có lần Hương Thơ giận một người bạn, cậu nói một câu xúc phạm với mình á, Hương Thơ nói bố nói vậy tôi giận quá xong khóc hô hô bỏ đi, nhưng nó vẫn tức vẫn giận tại vì mình chưa được giải tỏa đó. Không, đúng. Vẫn nếu mà như vậy lòng em, yeah, em sẽ nói rõ là bạn bồ những cái điều bồ vừa mới nói làm cho mình rất rất là giận, tại vì mình cảm thấy lúc đó đôi khi mình phải cần chút xíu thời gian để mình coi mình giận nó như thế nào. Mình thấy mình bị tổn thương, mình thấy mà mình bị xúc phạm, mình rất là giận. Lúc là nhiều lúc mình cần thời gian với bạn nha, mình không có muốn tiếp xúc với bạn lúc này tại mình cảm thấy không có cái sự tôn trọng, mình cảm thấy rất là đau lòng. Thì lúc đó có lẽ có những lúc mình cũng sẽ cần phải có cái break với cái người đó, mình phải có cái time out với cái người đó, chứ không phải lúc nào mình cũng phải sắp la cà. Thường Hương Thơ lúc đầu cũng là người đi xin lỗi trước, tại vì mình Hương Thơ thấy phải tha thứ họ thì mình cảm thấy nó đỡ hơn cho nhẹ mình, nhàng chứ, hơn cho mình ai chứ mình chờ họ xin lỗi mình chắc lâu quá mình vẫn giận mãi. Dễ dàng rồi, xin mời Xuyến có vài câu kết thúc cho chương trình ngày hôm nay. Dạ, yeah, thực sự suy nghĩ nếu mà mọi người có thể có 10, 15 phút hay 10 phút thôi cũng được mỗi ngày, nó gọi là quiet time, cái thời giờ riêng cho mình để tâm mình nó tịnh lại. Hoặc là mình dùng thiên nhiên nè, dùng những cái hobby, những cái senses của mình, những cái giác quan của mình, mùi hương thơm nè, nhạc nè, nghe những cái điều gì hay nè, thiên nhiên, dùng những cái năng lượng rất là tự nhiên ở trong cuộc sống này để thêm năng lượng cho mình và để cho mình thư giãn. Rồi vấn đề thiền, vấn đề tĩnh tâm, vấn đề nghe những cái gì hay và sống với những cái ý thức mà nhân bản đó, nó cũng sẽ làm con người mình dịu hơn. Thì em suy nghĩ là những cái điều này mình cứ cho phép mình ăn những cái món tinh thần này, khi mà mình có giận dữ lên đó, thì nó cũng giúp như cái từ của chị nói là nó neutralize, nó loãng bớt đi cái đó, nó bớt cái cường độ của mình đi, thì có thể là nó cũng sẽ dễ dàng hơn cho mình một chút. Nhưng mà tất nhiên giống như chị Hương Thơ nói là có những điều mà nó xúc phạm mình, và nó làm tổn thương mình, và nó có những cái công lý mà mình không thể chấp nhận được, thì mình sẽ cần làm cái điều gì đó cho nó ý nghĩa cho mình và cho người khác. Yeah. Cảm ơn tiến sĩ Xuân Trong rất nhiều. Đến khi Hương Thơ thì Hương Thơ nghĩ rằng ông bà ta có những cái câu rất là hay, như là Xuân đã nói từ đầu là no mất ngon mà giận mất khôn, và lời Chúa dạy là mau nghe, chậm nói, chậm giận. Trong khi đó Đức Phật xem sân hận là một trong tam độc trong tham sân si. Sân hận là một loại độc tố có khả năng tàn phá tâm hồn và thể xác con người, không chỉ trong đời này mà cả những đời sau. Tuy nhiên, đã là con người thì ai cũng tức giận là một cảm xúc rất là bình thường, phải không thưa quý vị? Và hàng ngày chúng ta sẽ không tránh khỏi bị chọc giận vì một điều gì đó, và mỗi người chúng ta sẽ có một cách ứng xử khác nhau khi cơn giận bùng phát. Và nó chỉ xấu khi chúng ta mất kiểm soát và lý trí để đưa đến kiểm soát mình về lý trí, cũng như là cái cách hành xử của mình để đưa đến những cái xung đột không đáng có, và sẽ đưa đến những cái hậu quả đáng tiếc. Mến chúc quý vị sẽ không giận quá mà mất khôn, và sẽ tìm cách để khôn hơn khi nổi giận. Chương trình Phụ Nữ Ngày Nay với Hương Thơ và Xuyến Đông xin hẹn gặp lại quý vị vào lần sau. Xin kính chào.